Thưa quý vị, tiếp tục ở với con suối Hủy Mánh Lanh của bản Mánh Lanh xã Hàng Cang này thì chúng tôi tiếp tục với một cái món ăn nữa, và người đồng hành cùng cái món ăn này sẽ là anh Mào Anh Luân, một cán bộ ở huyện Mường Ảng, và anh cũng là người luôn đến các cái bản của vùng cao của bà con để các anh học họ những cái món ăn đó, và hôm nay anh cũng sẽ làm những cái món ăn mà anh đã học được, và không biết là cụ thể cái món ăn này như thế nào thì tôi sẽ trò chuyện cùng anh Mào Anh Luân. Anh bắt đầu với lại cái món ăn hôm nay anh sẽ chế biến là gà. Hôm nay tôi sẽ làm cái con gà này. Gà nướng đắp cuốn lá chuối và đắp thêm đất để nướng. À, gà nướng vâng. Nhưng mà lại gói vào lá chuối. Vâng. Và bên ngoài sẽ đắp, có một cái lớp đất nữa. À. Vâng. Nhưng mà về cơ bản nếu mà gà này thì mình cứ gọi là gà nướng đúng không? Vâng. Gà nướng theo cái kiểu dân dã của bà con. Vâng. Thế là ở đây mình đã chuẩn bị sẵn cái con gà sơ chế rồi. Dạ vâng. Thế đây thì mà mình thường sẽ rửa lại lần nữa qua nước suối. À. Đầu tiên tôi sẽ rửa qua đã nhé. Và đặc biệt là ở đây là không có hóa chất gì đúng không? Vâng. Rồi nước đúng rất là trong. Từ đây em cầm hộ một con. Thì thường thường thì nếu mà gà như thế này chúng ta nên chọn con tầm khoảng là cân 1 đổ xuống thôi, 7-8 lạng đến cân 1 thôi. À. Bây giờ còn rửa gà xong thì mình sẽ tiếp tục như nào anh nhỉ? Gà này thì là chúng ta sau khi mà đã làm sạch rồi á thì chúng ta sẽ bắt đầu ướp gia vị. Tiên thì là gia vị ở đây thì chúng ta sẽ có sả, ớt và mì chính. Tức là sả, chanh, vâng, ớt và một số các cái gia vị thông thường nữa đúng không ạ? Vâng, ở đây thì mình có cả hành nữa. À, mình cho cả hành nữa. À? Vâng. Gà cũng cho hành đi ạ. Vâng, đây thì sau đây chúng ta sẽ ướp gia vị thì chúng ta sẽ làm sả trước. Làm sả trước để ướp. Em sẽ giúp anh rửa cái hành này. Vâng, vâng. Cái để mà sau khi mà mình sơ chế và chuẩn bị sẵn các cái nguyên liệu này rồi thì mình sẽ bắt đầu cái quy trình chế biến cái món gà nướng này thế nào? Sau đó thì chúng ta sẽ dùng một cái cây này. Đây, một cái cây nhỏ này chúng ta sẽ chọc những cái lỗ nhỏ nhỏ trên con gà. Chọc để sau đó là chúng ta sẽ ướp. Vâng. Chị ơi, có mắc hèn đấy chưa? Đâu, đây đây. Bùn nhiều không? Bùn này là bùn ở trên ruộng nương. À, tức là nếu như mình có cái bùn đất sẵn ở ruộng thì vâng, là mình cứ thế mình lấy mình đắp. Còn ở vâng, đây là suối không có bùn suối, đúng không? Vâng. Thì mình lại lấy đất ở bãi xuống xong vâng, rồi cho nước vào để chế bùn. Hay có cần phải nhiều lắm không ạ? Không, chúng ta chỉ cần lấy một ít thôi. Để đắp một lớp ở ngoài cho đỡ bị cháy cái lá chuối thôi. À, tức là tránh vâng, cháy thôi, chứ còn nó có cái bùn này nó có tạo cho con gà ngon nó hơn hay không? Nó làm cho con gà nó hấp hơi ở trong, nó chín, nó đều dễ và chín ngon hơn, hơn đúng không? Vâng. Ô, tại sao lại phải cho lẫn cái lá danh này vào ạ? Để cho nó bám chắc hơn. À. Vâng, cho nó bám dễ bám hơn. Vâng, bám chắc hơn ở xung quanh. À, giống như kiểu là người ta chát nhà, người ta cho rơm đúng rồi, đúng rồi. Như này là chát được chưa ạ? Được rồi, thế này là được rồi. Được rồi đấy nhỉ? Vâng. Cái lá chuối mình để quấn gà, gói vâng, gà đấy hả? Vâng, đúng rồi. Mình phải hơ qua lửa đi để cho lá chuối nó mềm ra. À. Gói dễ hơn. Gói cho nó đỡ bị rách lá vâng, đúng không? Đúng rồi. Đấy nhỉ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ gà thế nào anh? Được rồi, bây giờ chỉ bỏ rác thôi. À thế à? Giờ thì giờ qua một thời hả? Gian là cơ bản là đã được rồi. Nó hết cái lớp bùn rồi nhỉ? Lúc đấy là bỏ cái lớp bùn ra để cho chín nhanh hơn. À. Ừ. Với lại để cho cái mùi lá chuối nó thấm vào thịt đúng không? Đúng rồi. Đây. Cách này xem có Đây. Chín quá chết. Ngon rồi. Theo tôi là cháy rồi. Ôi dồi, màu đẹp chưa? Nước với lửa nó đi với nhau. Không ạ. Mời cả nhà dùng thử cái món này đi. Nếu mà để gà chín này, gà rừng thì sao ngon đấy nhỉ? Gà rừng đấy. Ui, đây là thịt con gà gói lá chuối nướng, có bọc bùn ở bên ngoài và bây giờ đã thành phẩm rồi và tôi sẽ ăn. Và được các anh ở đây ưu ái cho ăn đùi gà. Vâng, rất là mềm, ngọt và cực thơm. Chị ơi. Đấy, đó là những gì mà dễ cảm nhận nhất từ con gà này. Anh Luân ăn xem thấy sao, anh ăn anh thấy thế nào? Ui ui, ngon nhỉ. Ngon lắm. Quá ngon. Em mời chị. Cơ ông trả lời ngay. Quá tuyệt vời. Ngon. Có mình ngon không anh? Và em bảo ơn. Ngon hay không? Vì là ướp trong cái lá chuối này họ chỉ hấp hơi thôi, như kiểu nào hấp thôi, nhưng mà ở trong cái trong ở ngoài nó có lớp bùn nữa, lớp lá chuối nữa, nó càng ngon nữa. Thưa quý vị, vậy là tôi và anh em ở đây cũng đã được thưởng thức cái món gà nướng gói lá chuối nướng và có đắp bùn bên ngoài thì rất là tuyệt vời, gà mềm thịt và ngọt và đặc biệt là có mùi rất thơm. Nếu như quý vị và có những cái chuyến dã ngoại như thế này thì cũng nên chế biến theo cái cách này để chúng ta có được cái món ăn từ gà một cách ngon nhất. Và ở những cái chương trình sau thì chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những cái món ăn mà được chế biến ở cái không gian tự nhiên như thế này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Còn chương trình hôm nay thì xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.